Rồi chào anh em nha, hôm nay là 6 tháng 7 năm 2021. Hôm nay mình mới về thêm được một bộ sườn cốp CNL đầu 40 cực đẹp, màu đen nha anh em, đẹp long lanh luôn nha. Đây là trên con xe đẹp cực đẹp. Thì giá cho bộ sườn cốp CNL 50 này mình bán có giá là 4,5 triệu nha, bao gồm sườn cốp, sơn xi zin toàn bộ, không một lũng, ngay hàng thân lói nha. Sườn này nghe này cực đẹp, đầu 41 nha anh em, đầu 41 là nhìn đúng sườn CNL nha, sườn CNL nè, đầu 41. Bởi sao nó có thêm hai cái bắt cái chỗ chịu của cái yên nữa ha. Rồi. Đó. Bộ này cực đẹp nha anh em. Mình quay từ từ cho anh em xem ha. Đó, màu đen cực đẹp luôn. Sườn mà gọi là cực ống. Không trầy luôn. Giá 4,5 triệu nha anh em, 4,5 triệu cho bộ sườn cốp này nha. Không lâu lắm nó có được cái bộ sườn cốp xem là mà đẹp long lanh không thì bớt như thế này. Anh em nào có hôm nay nổi cái alo em nha, 0933 996 332. Bộ sườn cốp CNL 50 cực đẹp, tem đẹp luôn nha anh em, tem đẹp không lỗi lầm luôn, tem hai bên, tem zin đẹp không lỗi lầm luôn. Sườn rất là đẹp, sườn này cực đẹp nha anh em. Rồi, anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ mình qua số điện thoại là 0933 996 332 ha. Số phụ tùng xe máy của Thắng. Bộ sườn cốp CNL màu đen, đầu 41 cực đẹp, giá 4,5 triệu. Rất là đẹp luôn.